Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 1, Thường trực Thành ủy Tây Ninh tổ chức công bố và trao quyết định về cán bộ tại Đảng ủy phường 3 và Đảng ủy phường Hiệp Ninh. Tại Đảng ủy phường 3, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao quyết định luân chuyển bà Nguyễn Đông Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3 đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hiệp Ninh. Tại Đảng ủy phường Hiệp Ninh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư Thành ủy Tây Ninh trao quyết định cho bà Nguyễn Đông Quỳnh luân chuyển công tác chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ phường hiệp ninh tham gia ban thường vụ đảng ủy, giữ chức vụ bí thư đảng ủy phường Hiệp Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời trao quyết định cho ông Phan Kế Bình, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Hiệp Ninh, điều động đến công tác tại ban tổ chức thành ủy Tây Ninh, bổ nhiệm chức vụ phó trưởng ban tổ chức thành ủy Tây Ninh. Chiều ngày 22 tháng 1 tại phường Ninh Sơn, Thường trực Thành ủy Tây Ninh tiến hành công bố và trao quyết định về công tác cán bộ theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Tây Ninh quyết định chỉ định ông Lữ Thanh Tùng, sinh năm 1977, thành ủy viên, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố vào ban chấp hành đảng bộ phường Ninh Sơn, tham gia ban thường vụ đảng ủy, giữ chức bí thư đảng ủy phường Ninh Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, và quyết định điều động ông Lương Bá Cang, sinh năm 1978, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Ninh Sơn, thôi tham gia ban chấp hành đảng bộ phường và Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 điều động đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Chiều cùng ngày, ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đến dự lễ và trao quyết định luân chuyển ông Lữ Thanh Tùng thành ủy viên, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Ninh Sơn kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lương Bá Cang, thành ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy phường Ninh Sơn đến nhận công tác tại phòng tài nguyên và môi trường thành phố và giữ chức trưởng phòng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.